Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, Phí Thị Vượng, pháp danh Diệu Hương. Nhận được tin Hương Linh xả bỏ báo thân, Đạo Thịnh về tại nơi đây, cùng với đại chúng niệm Phật, hộ niệm, tiễn đưa Hương Linh trở về Tây Phương Cực Lạc. Đạo Thịnh tin tưởng Hương Linh đã thật sự an lành theo A Di Đà Phật để trở về quê nhà Tây Phương Cực Lạc. Thì mong Hương Linh hãy để lại một thân tướng thật là tốt đẹp, tươi hồng và mềm mại. Để lại một tấm gương vãng sinh bất khả tư nghì để làm lòng tin cho đại chúng và chúng sinh đời sau. Còn nếu như giờ này Hương Linh còn nghe được những lời này thì xin Hương Linh mau mau tỉnh ngộ. Thân xác này của Hương Linh đã bỏ được 6 giờ đồng hồ rồi. Nghĩa là cái thân xác này không còn chướng ngại việc Hương Linh niệm Phật để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hương Linh hãy nhất tâm niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nơi ấy mới thật sự là quê nhà vĩnh hằng của Hương Linh. Còn thân xác này phải bỏ lại rồi. Chính thân xác này cũng đã lạ phải bỏ lại, huống gì tất cả những vật ngoài thân, nào là nhà cửa, nào là tiền của, nào là thân bằng quyến thuộc con cháu, tất cả đều phải bỏ lại rồi. Tuy nhiên, bỏ lại không phải là mất, mà bỏ lại là được tất cả. Bởi vì sao? Chỉ cần Hương Linh chịu niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả mọi tâm nguyện, mọi mong muốn, mọi nhu cầu của Hương Linh đều được A Di Đà Phật đáp ứng, không sót một nguyện vọng nào. Chính Hương Linh được trở về Tây Phương quê nhà của mình lại còn được A Di Đà Phật từ bi thương xót đáp ứng tất cả nguyện vọng của Hương Linh, còn điều gì quý báu hơn? Do vậy Hương Linh hãy mau mau tỉnh ngộ, niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất cả những hình tướng gì dù hiện ra lúc này đấy là hình tướng tốt đẹp thì Hương Linh cũng không được đắm chấp vào đấy. Dù là hình tướng hung dữ, Hương Linh tuyệt đối cũng không được sợ hãi. Nơi đây có quang minh của A Di Đà Phật bao trùm khắp, có bạn đạo đồng tu, những người niệm Phật ngồi xung quanh nơi đây yểm trợ giúp đỡ hộ niệm cho Hương Linh để tiễn đưa Hương Linh được vãng sinh an lành. Do vậy Hương Linh đừng sợ hãi. Giờ phút này hãy nhiếp tâm lại, định tâm lại, niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật, theo đúng hình tượng mà Hương Linh nhìn ngắm mỗi ngày và hiện giờ đang hiện hữu trước mắt Hương Linh. Hương Linh hãy theo A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc. Nơi ấy, Hương Linh có đầy đủ thần thông đạo lực nhiệm màu, có thể đi khắp mười phương để cứu độ chúng sinh, trong đó có cả thân bằng quyến thuộc của Hương Linh. Hay hơn nhiều là Hương Linh còn tham chấp, còn nằm lại nơi đây thì chắc chắn Hương Linh sẽ tiếp tục phải theo nghiệp thọ báo.
đi luân hồi trong sinh tử muôn vạn khổ đau, mong cho hương linh tỉnh ngộ kịp thời ngay giờ phút này, niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là lời phát nguyện của hương linh hàng ngày. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Chính hương linh cũng đã hứa với tất cả bạn đạo đồng tu, hứa với những người con của mình, hứa với bản thân Đạo Thịnh là hương linh sẽ để lại một tấm gương vãng sinh để làm lòng tin cho đại chúng. Thì chính giờ phút này là giờ phút hương linh thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình bằng việc niệm A-di-đà Phật. Xin Đức Phật A-di-đà cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc và theo A-di-đà Phật để trở về quê nhà Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật cho con Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà-phật. Nam-mô-a-di-đà-phật. Kính bạch Kiên Lao Địa Thần, kính thưa tất cả chư vị thần linh đang có chức trách cai quản trên khu vực mảnh đất này, kính thưa với tất cả chư vị trong pháp giới hữu duyên, với hương linh Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương, Tổ sư Ấn Quang có dạy rằng giúp đỡ, hộ niệm, tiễn đưa một người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là giúp đỡ một chúng sinh thành Phật, công đức vô lượng vô biên. Và nếu đem công đức ấy hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm Phật cầu sinh tịnh độ, thì đạo nghiệp ắt sẽ thành. Đây là lời chân thật, mong cho chư vị thần linh, chư vị trong pháp giới có duyên lành với hương linh Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương, xin chư vị trân quý lấy cơ hội này, hết lòng ủng hộ, niệm Phật hộ niệm, giúp đỡ cho hương linh được an lành theo A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một cơ duyên thù thắng này, tương lai để thành Phật cứu độ khắp mười phương chúng sinh, trong đó có cả chư vị và thân bằng quyến thuộc của chư vị. Mong cho chư vị trân quý lấy cơ hội này, hết lòng ủng hộ, giúp đỡ, hộ niệm cho hương linh ngay giờ phút này an lành niệm A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn nếu như hôm nay chư vị hiện hữu nơi đây, hoặc là đang đến, hoặc là sẽ đến nơi đây mà có nhân duyên chẳng lành với hương linh Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương, thì mong cho chư vị hãy nghe đôi lời chân này. Đức Phật có rằng chúng sinh đời đời sinh tử luân hồi oan oan tương báo là do một niệm mê mờ trước sai lầm, không chịu giác ngộ, không chịu buông xuống, chính vì thế đời đời vẫn còn đi trong luân hồi sinh tử vô lượng kiếp, vẫn chưa thể giải thoát. Chính vì số lượng kiếp luân hồi là vô lượng, vì vậy tất cả chúng sinh, tất cả chư vị cùng với hương linh Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương đã có những đời từng là thân bằng quyến thuộc của nhau, lại phải lỗi lầm khiến cho nhau đau khổ. Cứ thế đời này quý vị báo oán trả thù, đời sau hương linh lại tìm quý vị báo oán trả thù. Cứ như thế oán thù càng kết càng sâu, không thể cởi mở.
và kéo nhau trong sinh tử luân hồi đọa lạc đau đớn vô cùng, thật là oan uổng, thật là đáng thương xót. Mong cho chư vị hiểu được điều này. Đức Phật có dạy rằng: lấy ân báo oán thì oán liền tiêu, lấy oán báo oán thì oán chất chồng. Đây là chân lý. Mong cho chư vị hãy mở lòng từ bi trong giờ phút này. Hương linh Phí Thị Vượng, pháp danh Diệu Hương, đã xả bỏ tấm thân giả tạm được 6 giờ đồng hồ rồi. Quý vị có báo oán trả thù làm chướng ngại việc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thế giới của hương linh, thì nhân quả tương lai chắc chắn con đường giải thoát của quý vị đã bị đóng lại rồi. Mong cho chư vị hiểu được điều này. Ngay giờ phút này, mở lòng từ bi, buông niệm oán thù xuống, cùng niệm Phật hộ niệm cho hương linh Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương an lành, niệm A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì quý vị cùng với hương linh kết nhân duyên tịnh độ, kết nhân duyên Phật pháp, tương lai cùng nhau thành Phật để đi cứu độ 10 phương chúng sinh, công đức vô lượng vô biên. Đức Phật A Di Đà có phát 48 lời nguyện cứu độ chúng sinh khắp 10 phương. Hễ ai có lòng tin tưởng niệm danh hiệu của Ngài, muốn sinh về cõi nước của Ngài, thì A Di Đà Phật liền phóng quang tiếp độ, tất cả đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: vãng sinh tức là thành Phật. Như vậy, trong cơ duyên thù thắng này, quý vị cùng với hương linh Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương trân quý lấy cơ hội này, cùng niệm A Di Đà Phật, cùng cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ, thì tất cả quý vị đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đào Thịnh cùng với tất cả những người niệm Phật nơi đây có bao nhiêu công đức lành xin hồi hướng gửi gắm cho quý vị. Mong cho quý vị mở lòng từ bi đón nhận những công đức lành này để rồi hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cùng theo âm thanh của Đạo Thịnh và Đại Chúng cất cao thánh hiệu A-di-đà Phật, nguyện cầu được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chắc chắn A-di-đà Phật sẽ phóng quang tiếp độ. Quang minh của A-di-đà Phật đang trùm chiếu nơi đây, phổ biến khắp 10 phương pháp giới, chiếu soi tất cả những ai có lòng tin và chí nguyện muốn cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đạo Thịnh tin tưởng quý vị hiểu được và cũng phát khởi được lòng tin, cùng Đạo Thịnh và đại chúng niệm A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thành Phật. Đức Phật có dạy rằng: muốn biết tất cả Phật ba đời thì nên quán pháp giới tính, tất cả do tâm tạo. Nghĩa là tâm tạo tất cả mọi cảnh giới. Nếu tâm quý vị còn niệm oán thù thì cảnh giới của quý vị chính là địa ngục khổ đau. Còn tâm quý vị niệm A-di-đà Phật thì ngay lập tức trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật. Đây là đời chân thật của 10 phương ba đời chư Phật, tuyệt đối không có hư giả. Xin cho chư vị tin tưởng, phát khởi lòng tin, cùng theo âm thanh của Đạo Thịnh và đại chúng, cùng cầu A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Nam-mô A-di-đà Phật. Xin Đức Phật A-di-đà cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà
cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà cho hương linh Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên, chư hương linh cửu huyền thất tổ của hương linh Diệu Hương, cùng với chư vị thần linh hương linh chúng sinh đang hiện hữu nơi đây, tất cả đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, hương linh Phí Thị Vượng pháp danh Diệu Hương cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên, nay xin phát nguyện vãng sinh. Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật.